Nguyễn Doãn Dũng đã nhất thắng bài tập đô theo. Ở giải nào 1.000.000 hạt keo của ông Nguyễn Văn Dự, phó chủ tịch hiệp hội văn dân tộc kinh bát keo Nguyễn Đình Long, Quốc Oai đã nhất thắng. Chúng tôi xin mời các đô tiếp tục theo. Sau khi đã giành được giải ba, mời đô Huy Hoàng của Hải Phòng có thể theo giải ba cùng, có thể theo giải 1.000.000. Mời các đô của kinh bát Nguyễn Tiến Tông có thể tiếp tục theo các giải. Mời đô Nguyễn Thế Thắng của Bùi Trần. Trận thi đấu giải nhất đô Bùi Mạnh Thường Yên Biên phố đỏ nhất thắng. Đô Ngô Thành Tân Vĩnh Phúc cố tay theo hai đô vào tới hai đô xe đài. Chuẩn bị các trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Mày đi làm đỏ đi, tao đi làm xanh. Mày bắt, nếu được thì mày bắt 100, mày bắt 500 nhá. Yeah.
hai đô tặng đi. Trình diễn rồi. Mời hai đô tặng đi. Chúng tôi xin mời các đô theo giải